Hai, chào này anh em ngồi chia lớp mình nhàn tù anh chị đàm giúp quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Thật sự là vừa vui vừa phấn khởi, háo hức chờ đợi các bạn ạ. Mình để chính mình cũng không ngờ là mình có cảm hứng hay như thế khi mà vào học này. Rất là đầu tiên phải rất là cảm ơn bạn là Akashi đã cho mình mượn ảnh để review về lục môn của Instinct. Võ sĩ tư chất 15 vừa mới đua kết thúc vòng số 2 xong. Thông thường thì kết thúc vòng đua số 2 thì cũng là lúc mà người ta update ra lục môn, bởi đây cũng là lần thứ hai mà hồn vũ khí của võ sĩ tư chất 15 đấy được ra mắt, được 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 bán. Thì đấy cũng là cái những cái người nào mà chơi tập trung nhất thì có thể là nâng môn cho nó trước tiên. Thì ở đây bạn Akashi đã nâng cho con đủ đồ để cho nâng con Teri, con Instinct Iori này lên lục môn luôn rồi các bạn ạ. Đấy, chính xác này vừa bấm rồi các bạn nhá. Đấy, ok. Đấy, thì mình sẽ check nhà xem nó như thế nào. Đầu tiên thì mình cũng check qua một tí về những cái võ sĩ khác trong đội hình, bao gồm một Teri 2K3 lục môn, Aquemation lục môn, Kaunet tất nhiên chỉ nhị môn thôi, Omiaru cũng thế và Ca phẩy là 8 môn. Như vậy có thể rõ ràng thấy là bạn ấy đầu tư rất nhiều vào ba con võ sĩ này và chắc chắn nó sẽ là ba con võ sĩ ở vị trí hàng sau. Đấy. Omiaru Go có hai mạng, nên nó càng chết nhiều lần thì team nó càng khỏe thôi. Hai con này thì cũng là búp thôi. Teri thì búp 9 mạng, còn Kaunet thì búp công cho Aframe. Tất nhiên là còn cả hai con đều bị giảm thủ, đều có khả năng giảm thủ của đối phương nữa, đúng không? Đấy thì các bạn thấy là nó là một team gọi là gần như đặc sát thương các bạn ạ, chỉ biết tới sát thương là chính thôi. Omiarugo không được luyện học tới mức độ ghê gớm lắm. Đấy, ác ở server số 56 các bạn nhá. Mình không phải bán hàng đâu các bạn nhá. Ai không 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 phải bán hàng đâu, bán hàng mấy khác cơ. Tập 100 bao nhiêu ấy, 149 rồi là 100 119 rồi 153 này rồi là bao nhiêu 100 đấy, bao nhiêu các anh em check để chứ đây không phải bán hàng nhá. Không có cứ tưởng tượng. Đấy, vừa đua xong hồn vũ khí luôn mà còn 32 kim cương, rất khỏe đúng không các bạn? Bỏ qua rất nhiều võ sĩ và chỉ tập trung vào một số lượng võ sĩ nhất định thôi. Và mình tin tưởng rằng sự lựa chọn của bạn ý là xác đáng đấy. Hai con lục môn, hai con tư chất 15 lục môn các bạn ạ. Phải thật. Đấy, nghĩa là các bạn tưởng tượng là hội cái dàn duyên ngầm ấy là đầy đủ đấy. Đấy các bạn nhìn, Mukai này, Aelis này, Orochi 5 sao luôn này. Yorizi luôn này, Magakyu không cần dùng, không thèm dùng các bạn ạ. Chứ công chơi công cứ ham ham tới chất 15 thì công không bao giờ đạt được cái ngưỡng này đâu các bạn ạ. Đấy, thì các anh em phải thấy trong đội hình hiện nay là có tới ba con không phải chất 15 mà Omiarugo này còn nó chỉ cũ rồi, rất lâu rồi, không thèm nâng lên 6 sao. Các bạn có thể thấy cái nguồn lực của đầu tư, tức là nếu mà bạn mà muốn gọi là nâng lên ăn học như thế này, mắc binh như thế này thì bạn buộc phải có cái cách chơi nó khác đi một tí, chứ không được tham nhiều quá. Chứ đây có bốt đây nhưng mà không dùng nữa các bạn ạ. Tư chất 15 đầy này nhưng không dùng nữa. Đấy. Chứ một số ông, nhất là mấy ông ở bên server Nhật, mình nói không phải chê đâu, nhưng mình cũng ở bên group đấy có mà. Đấy, cũng server cũng rất là lâu rồi. Đấy, nhưng mà chơi thì toàn 5 sao là chính thôi. Họa hoàn lắm phải đến mấy chục ông ấy thì mới được một ông nó có một con lục môn, chứ đừng nói là hai con. Đấy, các bạn thấy là cuộc chơi nó thật sự là khó khăn chứ không phải đơn giản nhá. Đấy, ok các anh em. Rồi, cùng check thôi. Đầu tiên này mình review một tí về lục môn của con Instinct này. Sau khi nâng lục môn thì bộ kỹ năng của nó sẽ thay đổi như thế nào. Sau đó tất nhiên là chúng ta phải test nữa chứ, đúng không? Đấy, anti gọi nhá. Hấp thụ 25% khả năng tấn công, phòng thủ, sát thương và khả sát thương của phe địch. Một coi như là 100% chất tổng các chỉ số đấy các bạn ạ. Bình thường là 20 thì bây giờ tăng lên thành 25. Được, đúng không? Bỏ qua các đỡ đòn cũng như là bỏ qua đỡ đòn và kháng cự. Nếu như võ sĩ bị giết thì sẽ không thể bị chuyển sinh. Đấy, ok các bạn, không còn là ở trạng thái 70% hết tình vũ khí nữa mà là 100% luôn, không cho hồi sinh một tí gì luôn các bạn ạ. Như vậy là những Mukai, những Omigaru hay là những con võ sĩ như là Maki hay là Chít thường hay là Shermie hay là Yashiro chẳng hạn sẽ rất là ngán, ngao ngán con Instinct này. Thực ra với 70% đã rất là một ngao ngán rồi các bạn ạ. 30% tỷ lệ hồi sinh thì thấp đúng không? 100% luôn. Ok. Ngoài ra thì có 30% chuyển đổi. Mình xem nào, có 30% cơ hội Resurrect Transform. À, chuyển đổi dùng kỹ năng mới các bạn ạ. Đấy, tuy nhiên thì sẽ bị giảm khi đánh vào boss. Đấy, ngoài ra, rồi, tức là 30%
có cơ hội tung tuyệt kỹ mới, mình cũng không rõ là à rồi rồi có 30% cơ hội nhận được những cái hiệu ứng. Đấy, hiệu ứng này thì sẽ không bị giảm khi mà đánh vào các võ sĩ thuộc team boss. Đấy, ok. Cụ thể thì đây là cái hiệu ứng nào? Nếu như mà trong team khi mà giết người ấy, các bạn ạ, ấy thì sẽ có 30% cơ hội là hấp thụ được cái hiệu hiệu quả này các bạn nhá. Hiệu quả thì như sau. Nếu như mà E-Stick nhận được hồn hổ thì sẽ có 15% thêm 15% tỷ lệ chí mạng trong vòng 2 lượt. Nếu như là hồn rắn thì có 30% tỷ lệ ra độc chiêu cũng trong vòng 2 lượt. Hồn rùa thì có khả năng hồi thêm 12% HP tối đa. Còn nếu như mà hồn gấu thì có nhận được thêm 200 độ. Như ở đây thì sẽ là hồn hổ thì các bạn lại thấy nó sẽ tăng thêm tỷ lệ chí mạng cho nó nữa. Nghĩa là nó sẽ thành một cái chuỗi đấy các bạn ạ. Dã man đấy, đúng không? Dã man đấy. Ngoài ra thì gây thêm 500% chỉ số sát thương cộng thêm với cả 2242 là đam đó. Ok. Đấy. Rồi chúng ta hãy thử cùng xem là cái nó hấp thụ như thế nào các bạn nhá. Đấy, ok. Đấy, đánh đấm phát này là ra trò là các bạn ạ. Tổng lực chiến hiện nay đang là 1.600.000. Đấy, mình sẽ cùng check xem ở đấu trường sẽ là top mấy về mặt lực chiến. Mình xin lỗi không phải chỗ này. Đấy, các anh em từ từ nha, mình Google dịch phát để xem lại cái đoạn lục môn đoạn đằng sau nó chưa rõ lắm. Đấy, vẫn cảm thấy nó hơi hơi ấm ức một tí. Mình ấm ức thêm cái gì nhỉ, mình giải ức thôi, có cái gì đâu, vào Google dịch phát là ok ngay các bạn ạ. Đấy, các anh em đợi chờ tua đi khoảng 30 giây nhé, 30 giây. Còn là con instinct nhỉ. Rồi. Đúng rồi, nếu instinct mà giết tung tuyệt kỹ giết chết được kẻ địch thì tất nhiên là không cho nó hồi sinh. Ngoài ra thì còn có khả năng là lĩnh hội hồn lực của đối thủ. Đấy, tức là hấp thụ hồn lực của đối thủ luôn. Đấy. Và quan trọng không phải nó hồn gì các bạn nhé, mà nếu là cái con mà nó giết là hồn gì ấy, thì sẽ được nhận thêm những cái hiệu quả đấy. Đấy, ok. Đấy, khi đối đầu với team như vậy mình thấy rằng trong các hiệu quả đấy thì giết bọn hổ là sướng nhất đấy. Quái vãi cả trưởng hắn top 1 luôn các bạn ạ. Tay này ghê thật. Tay này ghê thật các bạn ạ. 1,6 triệu lực chiến gớm thật đấy, top 1 luôn. Rồi mình sẽ quẩy với top 2 và top 3 cho đủ 5 lượt các bạn nhá. Rồi, top 2 và top 3 thì đều chênh lực chiến không đáng kể. Nói chung không đáng kể. Chúng ta xem các bạn ấy dùng meta gì. 29.000 lực được bên mình. Bạn ấy chơi sang thì gấu. May là bên mình là sẵn cái hổ nên là gấu bên đội bạn này không bị mất đi lợi thế các bạn ạ. Đấy, chứ bên mình mà chơi sẵn cái gấu thì bên đội bạn mất lợi thế là cái chắc. À, mình thấy khá là hiếm một cái top 1 của server lại không chơi theo hướng là sẵn thì gấu. Vì thời điểm này thì top 1 người ta thích chơi sẵn thì gấu lắm các bạn ạ. Vì sẵn thì gấu đúng là nó có những cái lợi thế hơn so với những cái team khác nếu như mà đã uy lực cao rồi. Đấy. Tuy nhiên chơi thì mỗi một một đội hình như thế và bắt chước nhiều người quá, mình im không hẳn là bắt chước mà gọi là giống nhiều người quá thì nó không hay ho đúng không? Đấy, ok, sáng thế hổ là cái team duy nhất mà đồng đội chết thì không có gì phải khóc lóc cả các bạn ạ. Ok, như vậy nó giải ứng cho chính nó, kể ra giải ứng cho ca phẩy mình nghĩ là tốt hơn để nó búp. Lượt sau instinct mới có nộ mà như lượt này đã có nộ đâu. Đấy, cú đá của những cú đá của chính xác cú đá của As bắt đầu là đau dần. Đấy, lục môn các bạn ạ, gần bay màu luôn một con rồi. Đấy, còn đây là những cú đấm của Teddy 2K3. Đấy, rồi ghi điên rồi cho lên hàng trước. À, đội bạn đi chơi sang thì gấu cũng có quá nhiều võ sĩ tanh các bạn ạ. À, quá nhiều võ sĩ gọi là công. Mình thích Kenny Cole của đội bạn cho lên hàng trước. Đấy, vì nó có thuật ẩn nấp. Đấy. Các hình gấu đi cũng không không còn đánh lâu nên là cái Nico có 2 lần ẩn nấp là quá đủ rồi. Rồi hay quá, ca phẩy vẫn có được tung tuyệt kỹ và các bạn lại thấy là bên mình hồi nộ liên tục luôn. Đấy, giết người hồi nộ, độc chiêu hồi nộ. Đấy, lục môn của Istik cũng hồi nộ luôn. Vừa rồi nó hình như nó giết thằng à không 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 giết này, bây giờ mới giết các bạn này. Dã man luôn các bạn ạ. Thì quả đấy mình nhìn không nhầm là 3 triệu đam hay là 340.000 đam ấy, chắc phải 3 triệu đam, dã man. Đấy, các bạn nhìn thấy là đánh gần như là trên cơ rất là nhiều. Cái lượng sát thương của nó phải gọi là khổng lồ các bạn. Đánh nó kiểu đánh cục ấy.
Đồng đội chết đấy, ngồi được cười này các bạn này. Lục bôi của Ash thấm vai luôn. Auto chí mạng các bạn. Quá khó chịu. Ca phải búp mà. Rồi là nội tại búp mà. Lục môn búp. Giết người được búp nữa. Rồi, và đánh với top 2 nha các bạn nha. Có lẽ mỗi top 2 thì mới gọi là cân cân được tí thôi. Về lực chiến thì nó mới gọi là ngang bằng nhau. Chứ bên kia thấp hơn 100.000 thì vẫn coi là thấp hơn rồi. Rồi, Foreman thì dùng một cái meta mình nghĩ rằng phải gọi là hợp lý nhất trong các thời điểm, trong các meta ở thời điểm này. Đó là hổ cực hạn. Gọi là gì? Hổ long hổ các bạn nhá. Đấy, meta này mình PR quá nhiều rồi. Và không mình ngẫu nhiên là bạn ấy lại chắc chân top 2 ngày đâu. Các tôi bên dưới mình nghĩ là không động vào lông chân của Foreman đâu. Uy lực của bạn rất cao. Rồi, Omega Dugo mình nhìn không nhầm vào lục môn rồi các bạn ạ. Bá đạo đấy. Căng đấy các bạn ạ, server có hai tay này căng đấy. Toàn của Việt Nam. Trời ghê gớm đấy. Long hổ cực ngon đấy các bạn nhé. Rồi, nhưng mà bên mình có nộ hết cả rồi. Đây lượt số 2 rồi. Ôi, lượng sát thương nó vẫn nhiều lắm các bạn ạ. Đây chỉ là thằng ca phẩy đứng hàng trước rồi đấy. Hai thằng hàng sau nó mới là dã man các bạn nhỉ. Nó đấm mà các bạn để ý nhá. Cái kiểu đánh của nó toàn đánh hàng đôi oxy nhá. Ca phẩy, Kaoret, rồi Ash. Ba con thủ team hỏa, úp đó. Các anh em cứ chê con Ash, thật sự mình thấy chẳng con Ash chả có gì làm gì mà chê được. Nó đánh phát nào, thốt rốt vào đây. Rồi Maki quá trâu. Quan trọng được búp, trận này được búp bởi chí mạng bởi ca phẩy, được búp 20-25% công bởi Kaoret. Nên các anh em mới thấy là nó mới đam to như thế. Chứ không thì cũng không kinh như thế đâu. Không sốc phát chết được con Karate đâu. Rồi, ca phẩy chết mất nguồn chí mạng. Nhưng lại có nguồn búp từ lũ tặng. Cũng lục môn ca phẩy đấy. À, Terry 2K3 đấy các bạn ạ. Cũng căng lên này, chưa chắc là hồi sinh đâu. Rồi, may quá đội bạn chưa lục môn. Lục môn thì mới 100% không được hồi sinh. Rồi, quả này bên mình đam này siêu to các bạn này. Siêu to, siêu khổng lồ này. Ba con đằng sau có lộ thanh tẩy này. Thật sự mình còn riêng con Ash với con Terry rồi đấm thôi đã đủ thốn rồi các bạn ạ. Thêm thằng Instinct vào mình nói thật đội bạn chẳng còn cái gì mà chơi. Kế thừa hai con rồi. Rồi hấp thụ luôn hồn lực nữa là có chí mạng. Nhưng mà bị dính cái ám. Rồi đội bạn khá hên chấm máu. Ủa Robert hồi kinh hê. Thấm lên các bạn ạ, các bạn nhìn thấy tanh không chịu nổi luôn. Cái đoạn cuối nó bắt đầu nó kế thừa nhau rồi, tanh không chịu nổi luôn. Bên mình là ba con lục môn, bên đội bạn là mình nghĩ là một con lục môn thôi. Chỉ còn Terry thôi. Instinct bên mình nó được ăn học anh thành nhà động châu hơn. Rồi, từ chối. Rồi chết rồi. Rồi Terry gánh tem thôi. Sáng thế hổ thì nó đỡ xoắn bằng cái điểm đấy. Đang nhờ quả đầu chiêu thâm thật. Càng phết ấy, khéo thua ấy các bạn ạ. Thua vẫn thua cũng lên ấy. Thằng Terry mấy đội bạn mà có nộ vẫn bên mình thua ấy. Vì nó thành dễ thành chuỗi lắm rồi, mày quá đấy các bạn, đừng có độc chiêu. Rồi, ok, thế thì chắc là bên mình thắng mình đoán thế. Ngoài đấm ấy, sẽ thâm đấy. Chắc chắn là chết rồi. Ôi, quả này bên đội bạn nó đấm mình cũng thâm này. Cũng không thâm, không kém gì đâu. Chắc không từ chối được không? May quá không đủ chí mạng. Hên đúng không? Trận này chỉ có thể nói câu ăn hên thôi các bạn ạ. Cân, nói chung server như này cân. Cân đấy các bạn ạ. Đừng độc chiêu. Rồi, thắng rồi. Cân nhằn chặt luôn các bạn ạ. Rồi, Ash được cộng nhiều am lắm rồi. Thế không chí mạng nhỉ? Chắc không có nộ đâu. Hồn hổ thì nó hồi nộ chậm. Phải có chết người cơ. Rồi, ác thật. Mày cựa đi, mày cựa đi. Mày cựa đi. Mày hấp hối đi. Ui, thằng này nó lại có nộ. Nó kế thừa nộ các bạn ạ. Phải thật. À rồi, không chết. Không từ chối à. Hết từ chối rồi các bạn ạ. Căng đúng không? À cân đúng không? Cân, rồi ok. Đấy, trận đấy quả đấy bị ám các bạn ạ. Hơi đen tí nhé. Hơi đen tí. Nói chung thì mình nghĩ là top 1 vẫn có thể coi là chắc. Vì nó có tỷ lệ mà, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là tỷ lệ thắng được là cao hơn. Đấy, vì bên mình nhiều lục môn hơn các bạn. Nhưng lục môn còn nó có Instinct này mà quái không dính vào Ash.
À con đấy lúc ở đấy con As nó bị dính, hoặc là con Terry 2k3 thì Instinct nó gánh tốt hơn. Phải nói là thế. Đấy. Ngoài ra thì Terry 2k3 mình nghĩ rằng bạn ấy cũng không được có sự đầu tư cao như là thằng Instinct. Đấy, Instinct 340.000, Terry 2k3 cũng cao, cũng cao, cũng cao. Nói chung mình cũng ăn học ấy. Nhưng mà đấm có vẻ không không được phê mấy các bạn. Lực chí mạng có vẻ nó chưa được cao lắm. Đấy. Mình nghĩ xem nào, có lẽ là tại trong team chưa đủ 4 đồng hồ à? À đủ ấy chứ, đúng không? Đấy, hơi hơi yếu nhỉ. Đấy, hơi hơi yếu. Mình nghĩ là búp có vẻ như sách vở của viện trợ, mình nghĩ là như vậy, có lẽ nó chưa được gọi là mocking. Cái chí mạng nó chưa được cao, đúng vậy, chưa có sách búp hơn các bạn ạ. Đấy, đây sách này, hai con này chưa có. Chứ chính xác là mấy cái loại sách này nó có búp công cho võ sĩ đằng sau các bạn này. Đấy, đây 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 này. Đấy, đây nó có loại này này. Mình không rõ con này nó có sách gì, nhưng mà đây viện trợ số 3 này thành ra là chưa có cơ hội up được. Đây là tăng cho bản thân, đây tăng hàng sau đam gọi này. Đấy, nó có viện trợ nó thâm hơn nhiều. Rồi, chắc chắn là team này sẽ còn chưa thể dừng lại ở đây được. Vì trong tương lai thì Countess chắc chắn nó sẽ bị pick cứng à. Ôm Yarugo cũng thế thôi, đúng không? Có ca phẩy mình nghĩ là giữ lại được, chơi được lâu dài. Đấy, còn hai con này sẽ bị cứng ra ngoài. Mình nghĩ rằng Elizabeth sẽ là một sự lựa chọn hữu hiệu cho team này. Rất nhiều võ sĩ ở đằng sau tôi chết 15 mà đồ hổ các bạn nhé. Mình xin lại là rất nhiều. Đấy, chứ không phải là ít đâu. Đấy, thì team này sáng thấy hổ vẫn còn rất sáng lạn. Theo cái đánh giá của cá nhân mình là như vậy. Đấy, sáng thấy hổ sáng giá là những team vô cùng sáng lạn trong đợt update tới. Đấy, thì hy vọng là thì các anh em dù chơi meta nào hay chăng nữa thì cũng phải có cái niềm tin giữ vững, cũng như là biết cách nói không với những cái cám dỗ của Finger Fan, những cái con tư chất 15. Chứ các anh em chơi full tư chất 15 thì không thể có meta hoàn hảo đâu. Thời điểm này là như thế. Đấy, còn sang thi gấu hiện nay đang là team và siêu nữ đang là hai cái team hưởng lợi nhiều nhất, thì chắc chắn là đây đang là thời kỳ hoàng kim của họ. Đấy, nhưng mà trong tương lai mình tin rằng vị thế đấy sẽ bị thay đổi dần đi, nó sẽ cán cân cân bằng sẽ trở lại. Đấy, khi đó cuộc chơi chắc chắn là sẽ có nhiều điều bất ngờ hay thú vị hơn. Rồi. Cũng rất là muộn rồi. Đấy, không có thời gian ban ngày thôi, tối mình làm video vậy. Hy vọng là các anh em vẫn luôn ủng hộ để mình có thêm những cái động lực làm video. Akato 1 server 56. Một lần nữa rất là cảm ơn bạn chủ Akashi đã cho mình mượn ạc để làm video. Rất là cảm ơn tấm lòng của các bạn cũng như các anh em khác đã cho mình mượn ạc cũng như giúp mình làm video tốt hơn. Các anh em nào mà có những cái ạc lạ lạ hoặc là update những võ sĩ mới hay ho thú vị thì cứ hãy vui lòng giúp mình inbox với mình với. Mình vừa là chia sẻ với các anh em cũng như là có thêm niềm vui chia sẻ với mọi người. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo. Bạn nào đang ngủ kia thì ngủ đi nhé, quá muộn rồi. Hẹn lại các bạn. Goodbye, good night, see you again.